hàng loạt sao Việt đổ xô về Việt Nam. Quang Minh, Vân Sơn thừa nhận rằng nhiều nghệ sĩ Việt Kiều không còn đắt show hải ngoại như trước đây. Những năm gần đây, khán giả chứng kiến sự trở về của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi nổi tiếng từ trước năm 75 như ca sĩ Chế Linh, Khánh Ly, Hương Lan, nhạc sĩ Phạm Duy và những nghệ sĩ trẻ tuổi nghề hơn. Thành danh ở hải ngoại vẫn tìm cách trở về quê hương hoạt động nghệ thuật như ca sĩ Quang Lê, Phi Nhung, Tóc Tiên, vân vân. Trong đó không ít trường hợp ra đi khi đang ở đỉnh cao trong nghề ca hát, nay chọn trở về như ca sĩ Bằng Kiều Thu Phương, danh Hải Bảo Trung. Với những tên tuổi lớn như nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Chế Linh, Khánh Ly, Duy Quang, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Hương Lan, vân vân, sự trở về đôi khi chỉ đơn thuần là tìm lại ký ức với khán giả Việt, tìm lại một miền đất ấu thơ đã từng nuôi dưỡng và thăng hoa tâm hồn của họ cùng âm nhạc trong đó có một điển hình có thể kể là khánh ly với những hoạt động thiện nguyện tích cực ở sài gòn cùng chuyến giới thiệu sách đằng sau những nụ cười qua các thành phố đà lạt nha trang đà nẵng tuy nhiên bên cạnh những cuộc trở về mang ý nghĩa hoài niệm vẫn có nhiều nghệ sĩ việt kiều như tóc tiên thu phương phi nhung dương triệu vũ chia sẻ lý do tìm về nơi chôn rau cắt rốn là vì muốn chinh phục khán giả quê nhà bởi đi diễn ở đâu cũng không bằng đứng trên sân khấu quê hương khán giả việt ở hải ngoại dù cuồng nhiệt nhưng không đông đảo bằng khán giả bản xứ nổi bật trong số những lý do đó là nhiều nghệ sĩ việt kiều không còn đắt show như trước đây dự cảm được thời cuộc không còn ăn nên làm ra ở hải ngoại hoài linh trở về nước rất sớm và tham gia showbiz việt sôi nổi từ những ngày đầu khoảng năm 2007 Danh Hài Văn Sơn, một trong những cây đại thụ của làng giải trí hải ngoại, người gần đây cho biết sẽ xây nhà hát The v ở thành phố Hồ Chí Minh, thẳng thắn chia sẻ quyết định về Việt Nam lập nghiệp của anh là vì văn nghệ hải ngoại ngày càng thu hẹp. Thật sự mà nói giới nghệ sĩ hải ngoại đang gặp vấn đề, những khán giả vẫn nghe nhạc và xem tấu hài của họ ngày trước, giờ đã lớn tuổi về hưu và mất dần đi. Trong khi đó những khán giả trẻ tuổi ở hải ngoại bây giờ ít nghe nhạc Việt, chỉ nghe nhạc Mỹ, vì vậy văn nghệ hải ngoại ngày càng thu hẹp. Tình trạng này cứ tiếp tục một thời gian nữa sẽ không còn trung tâm nào ở hải ngoại hoạt động được và trong khoảng 5 đến 10 năm tới sẽ không còn nơi cho nghệ sĩ hoạt động. Vân Sơn cho biết, không riêng gì Vân Sơn, đây cũng là điều mà Hoài Linh, Quang Lê, Bằng Kiều, Trí Tài, Bảo Trung, cặp đôi Quang Minh, Hồng Đào sớm dự cảm được. Trong đó, Hoài Linh được xem là một trong những nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên trở về và tham gia showbiz Việt sớm nhất khoảng năm 2007. Hiện anh đang đắt show làm giám khảo, Bảo Trung chọn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực phim truyền hình, Trí Tài khá đắt show truyền hình thực tế. Quang Lê mở công ty giải trí, Bằng Kiều bỏ tiền túi làm phim nhựa sau hậu trường sân khấu, Trí Tài, Bảo Trung và Bằng Kiều từng tâm sự rằng một trong những lý do khiến họ chọn về quê hương là vì sự cạnh tranh khốc liệt giữa những nghệ sĩ hải ngoại, trong khi các trung tâm âm nhạc và khán giả không nhiều và mạnh mẽ như ở Việt Nam. Chính Quang Minh, chồng danh hài Hồng Đào cũng từng đề cập vấn đề miếng bánh nhỏ này nhưng lại bối rối trong việc tháo gỡ nút thắt của chính mình bởi anh và bà xã Hồng Đào vẫn còn bị hạn chế xuất hiện trên truyền hình Việt Nam. Có giai đoạn hoạt động nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại khá sôi nổi, thế nhưng xu thế này đã chuyển dịch nhiều năm nay có thể dễ dàng nhận thấy điều đó qua trào lưu tự bỏ tiền làm phim nhựa của đông đảo nghệ sĩ Việt như Thủy Tiên phim điệp vụ 3L, Lý Hải lật mặt, Ngọc Trinh vòng eo 56, Trương Ngọc Ánh hương ga, Trần Bảo Sơn hy sinh đời trai, những con số thống kê từ dạp phim lẫn các đơn vị sản xuất phim cho thấy mức độ lợi nhuận khủng khiếp, khi chỉ cần bỏ vốn 1 đồng nhưng thu hồi có thể đến 10 đồng như bộ phim Để Mai Tính hai của đạo diễn Charlie Nguyễn, xác lập doanh thu hơn 100 tỷ vượt qua con số ấn tượng 80 tỷ của Tèo Em 2013, quả tim máu của Victor Vũ 85 tỷ theo số liệu cung cấp của đơn vị sản xuất phim. Quang Lê, một trong những ca sĩ khá đắt show ở hải ngoại nhận định thị trường văn nghệ trong nước chưa bao giờ sôi nổi như lúc này. Một ngày xem báo thấy không biết bao nhiêu thông tin làm live show, ra mắt album mới, dự án làm phim. Bây giờ khán giả cũng quan tâm nhiều hơn đến nghệ sĩ, sẵn sàng bỏ tiền đến xem bộ phim, chương trình họ yêu thích. Có thể nói đây là giai đoạn mà làng giải trí Việt đang ăn nên làm ra bên cạnh đó theo vân sơn một lý do nữa khiến câu chuyện hồi hương của nhiều nghệ sĩ hải ngoại trở nên sôi động là vì việt nam đang trong thời kỳ hội nhập nghệ sĩ được phép sáng tác tự do thoải mái hơn bây giờ tôi cảm thấy rất phấn chấn bởi khi người nghệ sĩ được phép thăng hoa tự do trong nghệ thuật họ sẽ làm ra rất nhiều điều thú vị vân sơn chốt lại Cuộc sống của nghệ sĩ Quang Minh Quang Minh là nghệ sĩ hài hải ngoại được khán giả Việt Nam yêu thích qua những tiểu phẩm lộng giả thành chân, chuyện tình bất tử, tờ di trúc. Ngoài ra anh còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Em chưa 18, Cho anh gần em thêm chút nữa, Sám hối, vân vân. Làm khách mời trong chương trình Lối ra, Quang Minh kể với MC Đinh Tiến Dũng, anh đến với nghệ thuật như một sự tình cờ mà số phận sắp đặt. Thời điểm ấy chưa bao giờ Quang Minh nghĩ mình sẽ thành diễn viên, vì cuộc sống khó khăn anh nộp đơn học nghệ thuật chỉ vì sẽ được trường cung cấp các nhu yếu phẩm như gạo, thịt, sau 4 năm ăn học, Quang Minh đầu quân cho các đoàn kịch Kim Cương, Bông Hồng. Đến năm 90, anh quyết định dừng nghiệp diễn để sang Mỹ. Tại đây, anh làm nghề lồng tiếng cho các bộ phim Hồng Kông thời gian đầu. Sự nghiệp diễn hài chuyên nghiệp của Quang Minh bắt đầu khi vở hài kịch của Hồng Đào bị thiếu người và Quang Minh nhận vai. Không ngờ tác phẩm này được giới chuyên môn và khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã khuyên Quang Minh bắt đầu diễn hài kịch. Từ đó, anh và Hồng Đào bắt đầu đi diễn nhiều nơi. Trong suốt thời gian dài Quang Minh và Hồng Đào được xem là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng và gắn bó lâu dài nhất trên sân khấu hải ngoại lẫn trong nước. Họ chung sống hạnh phúc suốt hơn 20 năm có với nhau hai cô con gái. Không chỉ là vợ chồng, Quang Minh và Hồng Đào còn là bạn diễn ăn ý, họ đồng hành cùng nhau trong nhiều vở diễn ăn khách, được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ. Thế nhưng vào năm 2019, Quang Minh và Hồng Đào bất ngờ ly hôn. Sau khi chia tay, Quang Minh trở về Việt Nam tiếp tục theo đuổi nghệ thuật còn Hồng Đào sống ở Mỹ cùng hai cô con gái. Tâm sự trong chương trình Lối ra Quang Minh cho hay, anh gặp khá nhiều khó khăn khi bắt đầu cuộc sống một mình, vì chẳng bao giờ động tay đến chuyện nấu nướng, nên một năm sau ly hôn anh chỉ biết tìm chỗ ăn ngoài. Sau này nam diễn viên mới tập tành nấu cơm, mì gói và một số món như trứng kho. Quang Minh bộc bạch thêm, thời gian đầu anh rất sợ những lời xì xào bàn tán về chuyện giữa anh và vợ cũ. Tuy nhiên sau này nam diễn viên dần gác lại quá khứ để sống cho hiện tại. Đến một lúc tôi nghĩ mình vẫn phải sống, phải vực dậy để tiếp tục diễn. Chuyện tình cảm mình để sang một bên, cứ buồn hoài khán giả sẽ chê mình tàn tạ. Tôi không muốn vậy, Quang Minh nói. Hiện sau 3 năm trở về cuộc sống độc thân, Quang Minh đã lấy lại được tinh thần và sống tích cực hơn. Anh chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để giữ được thân hình đẹp và sức khỏe tốt. Có lẽ vì thế nên dù đã bước sang tuổi 62, Quang Minh vẫn trẻ trung phong độ. Tôi rất sợ mình bệ dạc, già và xấu. Thì còn ai mời làm nghề nữa? Nỗi buồn phải nén vào trong, còn bên ngoài phải luôn giữ phong thái. Phải lo cho sức khỏe của mình trước vì nếu ngã bệnh thì ai lo. Trở lại với công việc nghệ thuật, Quang Minh liên tục đi diễn, đi quay phim và quảng cáo với anh lúc này điều quan trọng nhất là tiếp tục sống còn mọi chuyện sau này cứ để tương lai sẽ rõ một điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở quang minh và hồng đào là sau chia tay cả hai không hề trách móc nhau ngược lại cư xử với nhau văn minh dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp và tôn trọng ủng hộ nhau trong công việc cuộc sống ngoài ra quang minh chia sẻ sau khi không còn sống chung cả hai nhắn tin hỏi thăm sức khỏe đối phương nhiều hơn chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều hơn có lần hồng đào khiến tôi cảm động là khi dịch bệnh diễn ra mà tôi chỉ ở một mình và nghệ sĩ ra đi nhiều quá Lúc đó tôi thấy Hồng Đào nhắn tin cho mình, hỏi sao tôi không cho người ta mướn phòng để khi xảy ra chuyện sẽ có người lo lắng, nam nghệ sĩ kể. Bản thân Quang Minh cũng thường xuyên hỏi thăm, khi biết Hồng Đào đau ốm, mỗi năm dù đã chia tay nhưng anh vẫn đều đặn gửi lời chúc mừng sinh nhật Hồng Đào, không những thế Quang Minh còn khẳng định anh sẵn sàng diễn chung với Hồng Đào nếu cô đồng ý. Danh ca Khánh Ly và những điểm nhấn trong cuộc đời Nghệ danh Khánh Ly được cô ghép từ tên hai nhân vật Khánh Kỵ và Yêu Ly trong Đông Chu Liệt Quốc. Tên tuổi của cô thường gắn với những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Để Gió Cuốn Đi, Cúi Xuống Thất Gần, Cát Bụi. Cô hoạt động âm nhạc từ năm 62 đến nay. Năm 9 tuổi danh ca Khánh Ly theo mẹ và nam. Có lẽ giải thưởng về âm nhạc đầu tiên khiến nữ danh ca theo đuổi con đường âm nhạc là từ năm 11 tuổi. Khi cô đạt giải nhì trong cuộc thi tuyển lựa ca sĩ Nhi Đồng do Đài Pháp Á tổ chức với bài hát Ngày Trở Về của nhạc sĩ Phạm Duy. Tuy nhiên đó chưa phải bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của nữ danh ca Khánh Ly. Bước ngoặt đưa danh ca Khánh Ly trở thành tên tuổi nổi tiếng như hiện nay được gọi với cái tên nghệ sĩ hát hay nhất Việt Nam là mối duyên gặp gỡ nhạc Trịnh Công Sơn vào năm 65 khi cô 22 tuổi. Năm 67 tên tuổi danh ca Khánh Ly cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã trở thành một hiện tượng của làng nhạc Việt. Kể từ đó cô cùng với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi diễn ở khắp mọi nơi, ra nhiều sản phẩm âm nhạc phục vụ khán giả. Được biết Khánh Ly cũng là ca sĩ đầu tiên tổ chức show diễn riêng của mình với giọng hát ngọt ngào sâu lắng cùng với sức hút tại thời điểm bấy giờ. Danh ca Khánh Ly còn được đài truyền hình NHK Nhật Bản mời sang biểu diễn. Tên tuổi của cô không chỉ nổi tiếng ở riêng Việt Nam mà còn được biết đến ở nhiều nước và là giọng ca được yêu thích ở đất nước mặt trời mọc. Nhiều lần danh ca Khánh Ly được mời sang nước ngoài thu đĩa nhạc Trịnh Công Sơn. Sau năm 75, Khánh Ly rời Việt Nam và định cư tại Mỹ. Là một ca sĩ xinh đẹp, tài năng, danh ca Khánh Ly lại lận đận trong đường tình duyên. Phải đến bến đò thứ ba với nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan, một nhà báo kiêm nhà văn, viết tiểu thuyết phóng sự năm 75. Danh ca Khánh Ly mới tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình. Nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan không chỉ là người chồng yêu thương cô hết mực mà còn là người quản lý hỗ trợ đắc lực, luôn bên cạnh ủng hộ cô trong công việc mỗi show diễn. Hầu như đằng sau thành công của mỗi show diễn của nữ danh ca đều có sự hỗ trợ đắc lực của ông xã cô. Tuy nhiên năm 2015, nữ danh ca phải đối diện với nỗi đau buồn lớn khi người chồng gắn bó luôn đồng hành bên cạnh vợ vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống ra đi. Đây là một mất mát lớn với danh ca Khánh Ly khiến cô phải mất một thời gian dài để trở lại với công việc. Cô phải dành một khoảng lặng cho riêng mình để có thể ổn định trở lại nhà bà Nguyễn Hoàng Đoan không chỉ là người chồng yêu thương cô hết mực mà còn là người quản lý hỗ trợ đắc lực luôn bên cạnh ủng hộ cô trong công việc mỗi show diễn hầu như đằng sau thành công mỗi show diễn của danh ca Khánh Ly đều có sự hỗ trợ của ông xã tuy nhiên năm 2015 nữ danh ca phải đối diện với nỗi đau buồn lớn khi người chồng gắn bó luôn đồng hành bên cạnh vợ vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống đã ra đi đây là một mất mát lớn với danh ca Khánh Ly khiến cô phải mất một thời gian dài mới có thể trở lại công việc cô phải dành một khoảng lặng cho riêng mình mới có thể ổn định trở lại